các bạn ngày hôm nay thứ năm ngày 28 tháng 11 năm 2019. Kính mời các bạn xem bản tin mới Trump sắp ký dự luật Hồng Kông mặc cho Tập Cảnh Bình hăm dọa. Vâng trong thời gian vừa qua các bạn đã chứng kiến hình ảnh đó là rất nhiều những người Hồng Kông và những sinh viên Hồng Kông đã tham gia những cuộc biểu tình để phản đối dự luật dẫn độ từ Trung Quốc. Và điều đó đã dẫn đến việc chính quyền Hồng Kông đã phải bãi bỏ vĩnh viễn dự luật này và như vậy một khả năng Trung Quốc can thiệp vào Hồng Kông đã bị loại bỏ. Tuy nhiên, hiện nay nguồn tin từ phía Mỹ cho biết thêm, tổng thống Mỹ Donald Trump sẽ ký thông qua dự luật dân chủ nhân quyền của Hồng Kông. Đây là một đòn đau giáng vào tập cánh bình và đội ngũ lãnh đạo cực đoan của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Nó sẽ mở ra tiền lệ cư xử như vậy của Mỹ đối với các nước độc tài và cộng sản khác nhau mà trong đó có bao gồm cả Việt Nam. Và ngày hôm nay, báo chí quốc tế bắt đầu đăng tải về việc quan trọng này. Đây là hình ảnh Tổng thống Mỹ Donald Trump. Hạ viện Hoa Kỳ đã chuyển hai dự luật liên quan đến Hồng Kông tới Nhà Trắng vào hôm thứ Tư, sau khi cả hai được biểu quyết thông qua với tỷ lệ ủng hộ gần như hoàn toàn. Thượng viện đã nhất trí thông qua các dự luật này vào ngày hôm trước. Tổng thống Mỹ Donald Trump dự kiến sẽ ký thành luật các dự, dự luật này bất chấp các cuộc đàm phán thương mại đang diễn ra với Bắc Kinh. Thì như vậy là với việc Trung Quốc đang hy vọng rằng uh, sẽ có những thỏa thuận với Hoa Kỳ để không thể uh, cho Tổng thống Donald Trump ký vào dự luật này. Nhưng dường như điều này đã không trở nên thực tế khi ngày càng có những thông tin và ngày hôm nay chúng ta đã nhận được thông tin rằng Tổng thống Mỹ Donald Trump sắp ký dự luật này và dự luật này rất quan trọng với người dân Hồng Kông nói riêng và đặc biệt với những nước còn tồn tại thể chế chủ nghĩa cộng sản như Việt Nam, Lào, Cuba và Bắc Triều Tiên. Vì với dự luật này được nếu được tổng thống Mỹ ký thông qua, thì tất cả những quan chức, tổ chức nào liên quan đến việc đàn áp về nhân quyền và tự do tại những nước Hồng Kông và những người ở đây bị đàn áp, thì họ sẽ có quyền sự sử dụng cái luật này để áp chế tới nhà cầm quyền Trung Quốc tới những người mà ra những lệnh áp chế đó, gồm có việc đóng băng tài sản từ chối visa nhập cảnh vào Mỹ và rất nhiều uh, những uh, hành động khác sẽ được đưa ra và điều này đang làm cho Trung Quốc hoang mang và lo sợ và tất nhiên với dự luật này nếu được thông qua và Tổng thống Mỹ Donald Trump ký vào thời gian tới thì Trung Quốc sẽ rất tức giận uh, họ liền triệu tập đại sứ Mỹ tại Bắc Kinh lên để truy hỏi và tỏ ý ham dọa và đây là thông tin mới nhất Trung Quốc triệu tập đại sứ Mỹ để phản đối dự luật nhân quyền Hồng Kông đây là hình ảnh đại sứ Hoa Kỳ Terry Branstad tại Trung Quốc. Bộ Ngoại giao Trung Quốc vừa triệu tập đại sứ Hoa Kỳ Terry Branstad hôm thứ Hai ngày 25 tháng 11 để phản đối việc Quốc hội Mỹ thông qua đạo luật dân chủ và nhân quyền Hồng Kông mà Bắc Kinh nói là hành động can thiệp vào vấn đề nội bộ của Trung Quốc. Thì rõ ràng với những đạo luật như thế này thì do Hạ viện và Thượng viện Mỹ thông qua không liên quan gì đến lãnh thổ của Trung Quốc nhưng Trung Quốc cũng đang rất lo sợ và nhà cầm quyền Bắc Kinh yêu cầu Hoa Kỳ phải sửa chữa lỗi lầm này vì đã thông qua dự luật dân chủ nhân quyền Hồng Kông tại cả Thượng viện và Hạ viện với một số phiếu rất cao. Đây là hình ảnh Thứ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Trịnh uh, Trạch Quang. Trong một thông báo đăng trên trang web của Bộ Ngoại giao Trung Quốc, Thứ trưởng Ngoại giao Trịnh Trạch Quang yêu cầu Hoa Kỳ phải sửa lỗi và ngừng can thiệp vào các vấn đề Hồng Kông cũng như các vấn đề nội bộ của Trung Quốc. Những người biểu tình chống chính phủ đã biểu tình trên đường phố Hồng Kông trong 6 tháng qua, giữa bối cảnh bạo lực ngày càng gia tăng và mối lo ngại rằng Trung Quốc sẽ tăng cường phản ứng nhằm ngăn chặn tình trạng bất tuân dân sự ở đây. Những người biểu tình nổi giận khi thấy Trung Quốc can thiệp vào các quyền tự do đã hứa cho Hồng Kông sau khi đặc khu này được anh trao trả lại cho Trung Quốc vào năm 1979 1997. Và điều này rất nghiêm trọng vì nếu Trung Quốc nuốt lời hứa với Hồng Kông, cũng như Trung Quốc cũng nuốt lời hứa với Việt Nam và họ nói rằng họ sẽ không quân sự hóa biển Đông, nhưng thực tế thì họ đã xây dựng những cái đảo mà chiếm được của Việt Nam thành những căn cứ nổi rất lớn và khổng lồ và áp chế toàn bộ biển Đông và điều này quốc tế đã quá biết Trung Quốc và dường như Mỹ và các nước phương Tây dân chủ và tự do sẽ không để cho Trung Quốc làm điều này một cách tiếp tục và Trung Quốc đã dẫn phân nộ khi Trung Quốc uh, khi bị Mỹ đưa ra vấn đề Hồng Kông để làm thành một cái luật tại nước Mỹ. Đây là hình ảnh người biểu tình tại Hồng Kông mong đạo luật nhân quyền và dân chủ sẽ được Tổng thống Mỹ ký thông qua vào thời gian tới. Thứ trưởng Trịnh nói rằng việc thông qua đạo luật nhân quyền và dân chủ là một hình thức khuyến khích bạo lực và cấu thành một sự vi phạm nghiêm trọng luật pháp quốc tế và các chuẩn mực cơ bản của quan hệ quốc tế. Trung Quốc phẫn nộ mạnh mẽ và yêu kiên quyết phản đối. Truyền thông quốc tế dẫn lại lời thứ trưởng Trung Quốc trong bản tuyên bố vừa nêu và để lại gần bạn. Các bạn sẽ thấy rất rõ hình ảnh những người dân Hồng Kông biểu tình và mong muốn đạo luật này được tổng thống Mỹ Donald Trump ký thông qua và điều đó dường như là sắp trở thành hiện thực. và đại sứ Mỹ tại Bắc Kinh cũng đã cứng rắn phản đối các hành động đe dọa từ Trung Quốc. Đây là hình ảnh của đại sứ quán Hoa Kỳ tại Trung Quốc. Một phát ngôn viên của đại sứ quán Hoa Kỳ cho biết, đại sứ Blanstad đã nói với ông Trịnh rằng Hoa Kỳ đang theo dõi các sự kiện ở Hồng Kông với mối quan ngại sâu sắc. Đại sứ nói rằng chúng tôi lên án tất cả các hình thức bạo lực và đe dọa. Ông còn nói thêm rằng Hoa Kỳ tin rằng xã hội được phục vụ tốt hơn và tốt nhất khi tất cả các quan điểm chính trị đa dạng đều có thể được biểu lộ trong các cuộc bầu cử thực sự và tự do và công bằng thì như vậy là với những tuyên bố này của bên sứ quán mỹ thì việc dân chủ tự do và nhân quyền ở hồng kông sẽ phải được đảm bảo làm cái điều kiện tương quyết của mỹ và mỹ cũng nhắc lại trung quốc cần tôn trọng những gì họ đã hứa với người hồng kông về quyền tự trị của người dân ở đây khi nơi này đã được anh trao trả về trung quốc đại lục đây là những hình ảnh người dân Hồng Kông biểu tình chống lại sự can thiệp từ Trung Quốc và các quyền tự do và dân chủ tại đây trong thời gian vừa qua. Và để lại gần các bạn sẽ thấy rất rõ những khẩu hiệu bằng tiếng Trung và những hình ảnh cho chúng ta thấy rằng chủ nghĩa cộng sản không thể được thiết lập ở Hồng Kông vì người dân ở đây họ không hề muốn. Trong khi đó, một nữ phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ trước đó nói rằng quyền tự trị của Hồng Kông Việc tuân thủ luật pháp và can thiệp bảo vệ các quyền tự do dân sự là chìa khóa để bảo vệ tình trạng đặc biệt của thành phố theo luật pháp của Hoa Kỳ. Như chính phủ Hoa Kỳ từng nói nhiều lần, Đảng Cộng sản Trung Quốc phải tôn trọng lời hứa với người dân Hồng Kông. Họ chỉ muốn các quyền tự do và tình trạng tự do đã được hứa trong Tuyên bố chung Trung Anh, một hiệp ước đã được đệ trình lên hiệp quốc. Truyền thông quốc tế dẫn lời người phát ngôn Bộ ngoại giao Mỹ đã nói như vậy. Tuyên bố chung là một thỏa thuận vào năm 1984 về các điều khoản phải thực hiện khi Anh trao trả lại Hồng Kông cho Trung Quốc vào ngày 1 tháng 7 năm 1997 bao gồm cam kết về mức độ tự trị cao dành cho Hồng Kông trong 50 năm kể từ ngày đó. Thì như vậy với những cam kết này và thậm chí đã được trình đến Liên Hợp Quốc, nhưng Trung Quốc dường như không chịu và họ tìm mọi cách để ngăn cản điều đó và thâu tóm nền chính trị tại Hồng Kông và ngay lập tức, sau một ngày, hôm 27 tháng 11, chính phủ Mỹ đã tung ra dẫn chứng từ những tài liệu cho rằng Trung Quốc đã đàn áp, giam cầm bất hợp pháp hàng triệu người dân nước này ở Tân Cương. Mỹ chỉ trích Trung Quốc sau vụ lộ tài liệu người hồi giáo ở Tân Cương. Đây là hình ảnh ngoại trưởng Hoa Kỳ Mike Pompeo. Hôm 26 tháng 11, ngoại trưởng Hoa Kỳ Mike Pompeo cho biết rằng một tài liệu bị lộ cho thấy chính quyền Trung Quốc đang đàn áp quy mô lớn và có hệ thống đối với người Hồi giáo và các nhóm thiểu số khác ở miền Tây Trung Quốc. Ông Pompeo cho biết các tài liệu này là một minh chứng mạnh mẽ rằng các nhà lãnh đạo Trung Quốc phải chịu trách nhiệm đối với các vi phạm nhân quyền thô bạo của khu vực Tân Cương. Và các bạn cũng đã biết, với những chính sách này của Trung Quốc và với thói quen của Trung Quốc, thì Việt Nam của chúng ta làm đất nước với gần 100 triệu dân cũng sẽ là Mục tiêu mà Trung Quốc có thể nhắm tới để tìm mọi cách áp chế như những dân tộc Tân Cương của họ. Và các hành động giam giữ, tẩy não người dân tộc thiểu số tại Trung Quốc đã bị thế giới đồng loạt lên án. Đây là hình ảnh cảnh sát Trung Quốc đang cầm dùi cui gỗ lớn đánh phụ nữ và trẻ em tại Tân Cương và nếu để gần lại các bạn sẽ thấy rất rõ rằng những người phụ nữ này và bế con và họ không hề có vũ khí nhưng đã bị những người lính uh, cảnh sát của Trung Quốc đàn áp và đánh đập. Cái này uh, rất dã man và thế giới đã băng hoàng về những hình ảnh mà Trung Quốc đã gây ra và những cái đau khổ cho người dân ở đây. Các tài liệu này mô tả chi tiết về việc giam cầm tàn bạo và đàn áp có hệ thống của Đảng cầm quyền ở Trung Quốc đối với người Uyghur và các dân tộc hồi giáo thiểu số ở vùng Tân Cương. Ngoại trưởng Pompeo nói với các phóng viên tại một cuộc họp báo của Bộ Ngoại giao Mỹ hôm 26 tháng 11. Chúng tôi kêu gọi chính phủ Trung Quốc trả lại tự do ngay lập tức cho tất cả những người bị giam giữ một cách tùy tiện và chấm dứt các chính sách hà khắc đã khủng khủng bố công dân của chính họ ở Tân Cương, ông Pompeo đã nói thêm như vậy. Và với điều này thì rõ ràng Trung Quốc trong thời gian tới sẽ gặp rất nhiều khó khăn và chỉ trích từ quốc tế khi họ đàn áp hàng triệu người dân tộc thiểu số ở đây và các công nghệ hiện đại của Trung Quốc đã được sử dụng nhắm vào người thiểu số Tân Cương. Đây là hình ảnh chạy cải tạo ở Tân Cương, Trung Quốc do phóng viên đã chụp được. Và các bạn thấy những bức tường, những hàng rào và những dây thép gai cùng những công nghệ theo dõi rất hiện đại để nhằm ngăn cản sự trốn chạy của những người dân tộc thiểu số đang bị giam giữ tại đây. Các tài liệu mật này đã cung cấp cho Hiệp hội các nhà báo quốc điều tra quốc tế cùng với Hãng thông tấn AP và các tổ chức báo chí trên thế giới để loan tin. Các tài liệu này bao gồm hướng dẫn điều hành các trung tâm giam giữ và hướng dẫn cách sử dụng công nghệ để nhắm mục tiêu vào người dân, cho thấy rằng các trại này ở Tân Cương không phải để đào tạo nghề tự nguyện như Bắc Kinh vẫn thường tuyên bố, mà thực ra đó là những nơi giam giữ khổng lồ, những trại tập trung tương tự như thời phát xít Hitler và điều đó không thể chấp nhận được ở thời điểm này và người Tân Cương cũng bị nhà cầm quyền Bắc Kinh bắt nhốt để cải tạo tư tưởng. Cái điều này khá giống với Việt Nam khi họ không muốn người Tân Cương họ có những cái um, suy nghĩ độc lập và chỉ có thể làm theo Đảng Cộng sản. Và đây là hình ảnh các trang tài liệu miêu tả trại cải tạo ở Tân Cương Trung Quốc đã bị tiết lộ và dò gì Chúng cho thấy các trại giam này được sử dụng để cải tạo tư tưởng và giáo huấn hành vi theo kiểu bắt buộc. Chúng cũng minh họa cách Bắc Kinh sử dụng hệ thống giám sát công nghệ cao để nhắm mục tiêu vào người bị giam giữ và dự đoán ai sẽ là tội phạm. Đào tạo nghề tự nguyện là lý do chính phủ Trung Quốc đã đưa ra để giam giữ hơn một triệu người thiểu số, hầu hết là người Hồi giáo. Và điều này rất nguy hiểm khi số lượng rất lớn người dân đã bị bắt giữ và giam cầm và không được xét xử cũng như bị đối xử một cách hết sức tàn bạo và họ mất hoàn toàn quyền tự do. Chính phủ các nước dân chủ và văn minh phương Tây đã đồng loạt lên tiếng yêu cầu Trung Quốc phải lập tức thả ngay tất cả những người bị giam giữ bất hợp pháp tại nước này. Đây là thông cáo của Bộ Ngoại giao Đức về các diễn biến giam giữ trái phép hàng triệu người tại trại cải tạo ở Tân Cương Trung Quốc được phát ra vào hôm 27 tháng 11 năm 2019. cùng với Hoa Kỳ các quốc gia phương Tây khác như Anh, Đức, Châu Âu và Nhật Bản cũng bày tỏ mối quan ngại của họ về tình hình vi phạm nhân quyền ở Tân Cương ngày càng leo thang. Bảng thông cáo báo chí của Bộ Ngoại giao Mỹ và đặc biệt là Bộ Ngoại giao Đức có đoạn như sau. Các báo cáo liên quan đến hơn một triệu người Duy Ngô Nhĩ đang bị giam giữ trong các trại Tân Cương là hoàn toàn đáng sợ. Tôi cũng kêu gọi chính phủ Trung Quốc cấp cho các nhà quan sát quốc tế độc lập quyền truy cập vào Tân Cương. Những người bị bắt giam và giam giữ bất hợp pháp ở Tân Cương phải được thả ra ngay lập tức. Trong các cuộc đàm phán mà bản thân tôi và chính phủ Đức đã có với chính phủ Trung Quốc trong những tháng gần đây, chúng tôi đã nhiều lần kêu gọi cải thiện tình hình nhân quyền ở Tân Cương. Chúng tôi nhắc nhở Trung Quốc về nghĩa vụ nhân quyền quốc tế của mình. Trung Quốc hiện phải thực hiện các bước rõ ràng để cải thiện ngay lập tức và bền vững tình hình nhân quyền ở Tân Cương. Đây là thông cáo của Bộ Ngoại giao. Đức đã đưa ra vào ngày 27 tháng 11 về tình hình Trung Quốc và điều này cho thấy ngay cả những quốc gia trước nay rất ôn hòa nhưng họ cũng đã lên tiếng phản đối như vậy thì rõ ràng rằng Trung Quốc sẽ gặp rất nhiều khó khăn trong thời gian tới đối với quốc tế. Và trước tình hình quốc tế có những diễn biến hết sức nhanh tại Hồng Kông và đặc biệt đối với Đảng Cộng sản Trung Quốc cho thấy thể chế chủ nghĩa cộng sản và chủ nghĩa xã hội đang ngày càng lụi tàn, đánh dấu chặng đường tồn tại cuối cùng của nó và sắp bước vào hồi cáo chung. Khi chủ nghĩa cộng sản tại Trung Quốc sụp đổ thì tự động chủ Đảng Cộng sản Việt Nam đầy đau khổ cũng không còn lý do để tồn tại. Và điều này cũng là mong mỏi của hàng triệu người dân Việt Nam. Rất cảm ơn các bạn đã chú ý theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa Thời báo de ngày hôm nay thứ năm ngày 28 tháng 11 năm 2019. Các bạn hãy để lại bình luận trong video này cũng như chia sẻ cho nhiều người biết và hãy bấm nút theo dõi YouTube và Facebook Thời báo .de để nhận được những thông tin nhanh nhất, mới nhất và trung thực nhất. Chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn vào bản tin lần sau. Trung Khoa từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức.